đại biểu. 3. Thông qua chương trình buổi lễ. 4. Diễn văn khai mạc. 5. Ban chủ nhiệm tặng cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ tham gia thi đấu. 6. Mời các vị đại biểu lên phát biểu ý kiến. 7. Tổ trọng tài lên thông qua thể lệ thi đấu. 8. Mời các đội lên bốc thăm chia đội. 9. Các đội chính thức vào tham gia thi đấu. 10. Buổi chiều thi đấu xong sẽ tổ chức bế mạc. 11. Tặng cờ trao cho các đội nhất nhì ba. Việt Nam ơi đứng lên, Việt Nam mãi vững bền.
Trời mình cùng giang tay gìn giữ núi sông.